Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đi bắt ong soi, nhưng đến chiều ong mới có bắt được ong soi thì ong về thăm này. 2 giờ bắt được ong soi. Hơn 2 giờ một tí, hơn 2 giờ 12 ong nó mới về thăm. Hiện tại là hơn 3 giờ rồi. 3 rưỡi nơi rồi mà ong nó về thăm mới chỉ được tầm khoảng 20-30 con thôi. Đấy, còn có hiện tượng như kiểu cắn nhau thì không biết có phải là hai đàn về thăm hay một đàn. Cái này là mình để thùng đây để cho nó tự soi nhé, chứ mình không không bắt vào đâu. Sợ là mai nó mới về mất. Mấy hôm trước thì mình bắt một đàn thì bắt được lúc hơn 1 giờ ong soi thì đến hơn 3 rưỡi, gần 3 rưỡi ong mới về. Hôm nay thì hơn 2 giờ bắt được ong soi thì không biết là nó có về chiều hôm nay không hay là phải mai nó mới về. Ong về thăm thì nó cũng không về dồn dập đâu. Đây đợt này là về vừa về thăm đợt mới nha. Nhưng mà quân nó cũng chỉ nhỉnh hơn một chút xíu thôi chứ không không thấy đông. Một là khả năng là nó chưa về hôm nay nên là nó đi soi cầm chừng nữa. Hai là tổ ong này nó cũng ít quân nên là quân về 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 thăm này nó không nhiều. Đấy, quân còn có ong quạt ở cửa tổ kìa. Quạt cửa tổ thì sợ là nó soi giữ thùng mai nó mới về. Hiện tại thì bây giờ nắng thì khá là đẹp. Lúc tầm 12 giờ 1 giờ thì lúc đấy thì lại không có nắng mấy, 2 giờ thậm chí lúc bắt được lúc ong nó về thăm lúc đấy là cũng lại nhiều mây cơ. Trời râm. Bây giờ nắng lại đẹp, hy vọng là nó sẽ về vào buổi chiều ngày hôm nay nhé. Đấy, như kiểu cắn nhau ấy. Đây là gốc cây gạo nhé, gốc cây gạo ở vườn ngô. Bên dưới là suối này. Mình rất là thích những cái vị trí như thế này. Vì vị trí này nếu mà ong ở thì nó sẽ gần nguồn nước này. Gần nguồn nước và nó sẽ ở gần chân đồi này. Thì ong nó đi làm sẽ rất là thuận tiện bởi vì là nó khi nó đi làm thì nó sẽ bay chủ yếu là sang ngang và lên trên. Có bay xuống dưới thì cũng chỉ xuống dưới thấp thôi. Thì khi mà nó lấy được tài nguyên về thì nó sẽ cái con mà bay lên ấy thì nó sẽ phải bay đoạn ngắn thôi. Còn mấy con mà bay ở bên trên về thì nó sẽ bay đoạn dài nhưng nó sẽ là đoạn gọi là thả diều. Nó bay ở trên cao xuống thì nó sẽ ít phải mất sức hơn. Giống như mình đi xe mình thả dốc ấy thì xe nó sẽ tốn ít xăng hơn là so với lúc mình lên dốc. Mình có tải mà mình lên dốc thì mình sẽ tốn xăng hơn. Kiểu mình đánh nhau
rất là láo nháo nha. Cây này thì nó lại có kiến này, cái loại kiến 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 kè này, hay ở cây xoan, cây kè, cây gạo. Hôm nay mình thấy nó là cây gạo, loại này nếu mà tấn công tổ ong là rất là ác đấy. Mình bị mấy lần bị cái loại kiến này nó tấn công ong bay rồi. Nên là không biết là có cái loại kiến này ở đây thì không biết là ong nó có về không. Với cái lượng ong về thăm như thế này thì là khả năng đến 99% là dưới 1 cân. 90% là loanh quanh ở cái khu vực trên dưới 5 lạ. Thì cái lượng ong nó về thăm nó cũng ít thôi. Còn nó ong tầm 3 lạng, 2 lạng thì nó cũng thuộc cái tỷ lệ nhỏ. Có thì nó sẽ có nhưng mà tỷ lệ nó cũng sẽ thấp thôi. Đấy, như kiểu đang cắn nhau kìa. Đang bâu nhau, cắn nhau ở cửa tổ kìa. Không hiểu sao về đông như vậy mà nó vẫn như thích như kiểu nó cắn nhau.